Vẫy hồn kiêu căng. Bạn ấy đẹp quá. Bạn ấy sẽ sớm được các cô bé chú ý mà mua ngay thôi. Đương nhiên. Bàn tay lem lút kia đừng hòng chạm vào ta. Đẹp quá. Bạn ấy thật rực rỡ. Đây hẳn là chiếc váy cô chủ chuẩn bị cho tiệc sinh nhật rồi. Tiệc sinh nhật à? Tuyệt, mình sẽ được tỏa sáng. Ôi trời, cũng như chúng ta thôi. Được vài bữa cô chủ lại thích một chiếc váy khác ngay ấy mà. Thật vớ vẩn. Sao có thể như vậy được? Cô chủ sẽ chỉ có thể thích tớ vì tớ lộng lẫy nhất. Cô bé có chiếc váy đẹp quá. Chiếc váy trông thật đáng yêu. Mình lại trở nên lem nhem, bẩn thỉu thế này. Ôi, bẩn hết rồi. Cái này giặt khó sạch lắm. Thôi, vứt đi vậy. Cảm ơn cô bé. Người cha căm. Thưa cô, em đóng tiền học phí ạ. Sao cậu nộp toàn tiền lẻ vậy? Thế này thì cô đếm đến bao giờ mới xong? Tớ biết rồi, đây là tiền bán đậu hũ của cha cậu chứ gì. Các em đừng trêu bạn nữa. Ôi trời ơi, cô ơi, ai mà chẳng biết bạn Nguyệt là con gái ông Căm bán đậu hũ cơ chứ. À, ông Căm bán đậu hũ đến rồi. À, ông Căm bán đậu hũ đến rồi. Như vậy để con đuổi theo hắn đòi tiền.
Cha thật là khờ quá đi. Cứ thế bảo sao nhà mình có nghèo mãi thì đúng rồi. À, cái Nguyệt con gái ông Cam bán đậu hũ kìa. Cậu không ra mà hộ cha bán đậu hũ đi. Còn ngồi đây làm gì hả? Không phải chuyện của các cậu. Cậu nhìn bạn Tiểu Lan kia kìa, lúc nào cũng như công chúa, lại dịu dàng nhỏ nhẹ. Còn cậu đã nhem nhuốc như lọ lem rồi, lại còn ghê gớm. Người của cậu ấy còn có mùi chua của đậu hũ nữa cơ. Phải rồi, tôi chỉ là con bé nhà nghèo mồ côi mẹ, có ông bố vừa căm vừa điếc. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các cậu nữa. Cha để con yên đi. Cha có biết chúng vừa chế giễu con không? Con không thể chịu được nữa rồi. Con sẽ phải học thật giỏi và đỗ đại học để thoát khỏi vùng quê nghèo này. Không có ai gọi con là con gái ông Cầm bán đậu hũ nữa. Mười lăm năm sau, cha lên đây làm gì? Con đã nói cha không cần mang đồ ăn lên cho con nữa mà. Cha cứ tới đây, hàng xóm nhà con nhìn thấy thì con biết ăn nói thế nào. Ở quê con bị gọi là con gái ông Câm bán đậu hũ còn chưa đủ hay sao chứ? Khi nào con rảnh, con sẽ về thăm cha. Giờ vẫn còn kịp giờ chuyến xe cuối cùng để về quê đấy cha. Cha đi về đi. Từ giờ cha đừng lên đây nữa nha. Con sẽ về thăm cha. Ờ, cô Nguyệt đi đâu mà xách theo làng rau củ tươi thế kia? Rau củ của người họ hàng xa dưới quê gửi lên cho em ấy mà. Chị có muốn ăn thì em chia cho một ít. Nhiều quá em ăn cũng không hết. Đi đi, đi chỗ khác đi. Đây là chỗ làm ăn, không phải chỗ đi ăn xin đâu. Ê, khổ thiệt, vừa câm vừa điếc, ai biết đường mà bán chứ. Chẳng hiểu con cái đâu mà để bố mẹ đi lang thang thế. Phó giám đốc hôm nay đi ký hợp đồng à? Phải, cậu ở đây thay tôi quản lý mọi việc nha. Có gì gấp thì gọi cho tôi. Dạ vâng. Dạ. Bây giờ chẳng ai dám khinh thường, cũng chẳng ai dám bắt nạt mình nữa. Chẳng buồn cho những ngày ngậm đắng nuốt cay ở cái xó quê nghèo xưa kia. Quả đúng là có tiền là có tất cả. Cuộc sống này không phụ sự cố gắng của con người. Cô ta bị thương nặng đấy. Ai mau đưa cô ta đi bệnh viện đi. Giờ gọi cấp cứu không kịp đâu. Ờ, lỡ đâu cô ta chết trên xe thì xui xẻo lắm. Cứ đợi cấp cứu đến đi. Đây chẳng phải là con gái con Cầm bán đậu hũ sao? Nguyệt. Cô gái bị thương rất nặng, chi phí phẫu thuật cũng rất tốn kém, và khả năng thành công cũng không cao. E rằng... ông ấy cầu xin bác sĩ hãy cố gắng cứu lấy con gái. Dù chỉ còn 1% hy vọng thôi, ông ấy sẽ làm tất cả để có tiền, kể cả dù có phải bán nhà. Cô con gái này chính là tất cả sự sống của ông ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chú, Nguyệt đã tỉnh lại rồi. Cha, con đang ở đâu thế này? Còn anh là ai? Trông anh quen quá. À, tôi là người cùng làng với cô. Ngày xưa thường lấy đậu hũ của chú, mà có lần cô đã đuổi theo đòi tiền đây. Ngày đó tôi mang ơn cha cô rất nhiều. Chú biết tôi không có tiền nên thường cho tôi đậu hũ mà không lấy tiền. Nhờ có chú tôi mới có ngày hôm nay. Anh
đã đưa tôi vào viện. Thế còn tiền viện phí làm sao cha tôi có thể lo được? Chuyện đó... Khi cô bị tai nạn, bác sĩ đã lắc đầu. Chính cha cô đã cầu xin bác sĩ, dù chỉ có vài phần trăm hy vọng thôi. Ngày nào cha cô cũng làm nhiều đậu hũ hơn để bán. Không chỉ ở chợ, ông còn đến tận từng thôn sau bán đậu để có nhiều tiền hơn. Bà con ở quê ai cũng quý mến cha cô thật thà, lương thiện. Khi tin con gái ông bị tai nạn, họ bèn cùng nhau mỗi người góp một chút ít. Cha cô nhận tiền và cẩn thận ghi tên từng người vào cuốn sổ này như một khoản nợ. Ông thực sự khiến mọi người vô cùng xúc động. Thiếm Trương 100 đồng, bạn Tân 1.000 đồng, Tiểu Lan 1.000 đồng. Cha, con xin lỗi vì thời gian qua con đã sống không đúng. Bao lâu nay con vẫn luôn tìm cách trốn tránh cái tên gọi con gái ông bán đậu hũ. Ngày hôm nay chính cái tên đó cùng tình yêu thầm lặng chưa bao giờ nói nên lời của cha đã cứu sống được con. Lẽ ra con phải biết tự hào về người cha lương thiện của mình thay vì ghét bỏ cha. Cha ơi, con sai rồi. Cha ơi, cha hãy tha lỗi cho con. Lá trầu có độc. Thuở ấy, ở xóm kia có chàng thanh niên và cô thiếu nữ rất xứng đôi vừa lứa. Vì quá yêu nhau nên tối nào hai người cũng hẹn hò ngoài bờ sông bên lũy tre làng để nói chuyện với nhau. Cứ như vậy ngày này qua tháng kia. Hôm đó tại nhà cô gái: chuyện của tụi mình anh đã thưa với bố mẹ chưa? Rồi, và bố mẹ cũng đồng ý để sang tháng mình cưới nhau. Vài hôm nữa anh sẽ mang trầu cao sang hỏi cưới em. Cũng đã muộn rồi, anh về đi. Bố mẹ em đi ăn cỗ làng bên, chắc cũng sắp về rồi. Ừ, nhưng đột nhiên anh thèm một miếng trầu do em têm quá. Được rồi, đợi em vào nhà lấy khay trầu ra nhé. Trầu không em trồng trong vườn đợt này xanh mướt, ngon lắm cơ. Câu đây nhưng hết mất lá trầu rồi, đợi lát em ra vườn hái nhé. Và thế là cô gái têm cho chàng trai một miếng trầu với những chiếc lá trầu do chính tay mình hái trong vườn. Đúng là miếng trầu ngon nhất anh từng được ăn. Ôi, anh sao vậy? Có chuyện gì vậy? Ôi, anh ơi, anh làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Có ai không? Cứu tôi với! Anh ơi, anh tỉnh lại đi! Sau khi xem xét, thấy trên người chàng trai có nhiều nốt đỏ, quan cho rằng chàng bị người yêu đầu độc nên đã cho bắt giam cô gái và đưa ra xét xử. Cô gái kia, cô có nhận tội đã đầu độc người yêu mình không? Còn tôi bị oan, còn tôi không hề giết cậu ấy. Chúng nó yêu nhau thế mà. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết tại sao người yêu tôi lại như thế. Tôi rất yêu chàng. Chứng cớ rành rành đấy mà ngươi còn cãi được ư? Sau khi ăn miếng trầu ngươi têm, cậu ta mới bị chết. Chính ngươi là người muốn đầu độc cậu ta để cậu ta phải chết. Mong hoàng lớn mình xét, quả thật con tôi bị oan, còn tôi không giết người mà. Hai người kia định làm loạn công đường à? Chỉ có thể là con gái các người, chứ còn ai vào đây nữa? Con ơi, xin đừng đánh con tôi bị oan mà. Dân hình, có quan án từ triều hình tới. Dạ, hạ thần không biết cô hoàng tới đây nên không tiếp đón, xin hoàng thứ lỗi. Ta vốn đi tuần các trấn ngang qua đây, nghe có vụ án ồn ào nên ta muốn vào xem ngươi xét xử ra sao. Dạ, vụ này cũng không khó xử lắm mà. Ả này hãm hại người yêu, cho người yêu ăn miếng trầu tắm độc nên mới bị chết oan ức như vậy. Xin hoàng trên cứu lấy còn tôi không hề hãm hại ai, còn tôi bị oan. Oan ức gì chứ, nhưng cứ rõ rành rành như vậy, các ngươi còn già mòn hả? Người đâu, lôi hai tên kia ra ngoài ngay. Cô gái, đầu đuôi tự sự như thế nào, ngươi phải khai rõ, ta mới làm sáng tỏ mọi chuyện được. Hôm đó vì hết lá trầu nên con mới ra ngoài vườn hái lá trầu tươi vào. Không ngờ
hình như có cái gì đó trên đầu mỗi lá trầu thì phải. Chất này nhớt nhớt, giống như con cóc hay con sên bò qua nhả nước miếng vậy. Người đâu, tìm quanh đây cho ta xem có con ốc hay con sên nào không. Dạ bẩm quan, quanh đây không hề có con ốc hay con sên nào cả. Thưa quan, thường ngày con chăm sóc cây trong vườn cũng không hề thấy con ốc, con sên nào cả. Được, đã vậy, người đâu, đào cái trầu này lên cho ta. Nhất định bên dưới có con gì đó, nếu không thì những vết nhớt này ở đâu ra chứ. Bẩm quan, có đuôi giống đuôi con thuồn luồn nằm trong hang dưới gốc cây trầu. Cái gì? Thuồn luồn? Ta hiểu rồi, chính là nó. Các người mau tìm cách giết con thuồn luồn ấy cho ta, nếu không sau này ta e sẽ có thêm nhiều người bị hại ấy. Sự việc đã sáng tỏ, con thuồn luồn này hàng đêm lén bò lên mặt đất để kiếm nước uống. Có lẽ vì quá khát nước nên nó phải liếm mấy giọt sương đọng ở chót đuôi mấy lá trầu gần mặt đất. Nào con thuồn luồn dính lại trên lá nên giết người. Điều này chứng tỏ cô gái này bị hàm oan. Con cảm ơn quan. Như vậy là em được giải oan rồi. Anh có nhìn thấy không? Chòm sớm nhìn nhận lời vị quan nọ là chí lý, tài trí như bao công thổi trước. Từ đó về sau, trước khi tem trầu, ai nấy đều ngắt chốc đuôi lá vì sợ nọc con thuồn luồn. Bây giờ giống thuồn luồn không còn nữa, nhưng thói quen của mọi người thì hãy còn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.